Phẩm người đóng xe. Hôm trước đó là cái tên nó là cái phẩm người đóng xe, hôm nay cũng là người đóng xe, nó cũng là cái phẩm đó luôn. Chúng ta học cái phẩm đó tiếp theo. Ở đây quý vị Phật tử của mình có ai đã từng làm một cái gì cho riêng mình chưa? Ví dụ như mình đóng một cái bàn, một cái ghế, là một cái bánh hay là một cái gì đó handmade chưa? Có bao giờ mình làm hai cái giống nhau chưa? Rồi cái thứ hai cái làm nhanh hơn cái thứ nhất không? Ngon hơn không? Mà chất lượng hơn không? Mà cái nào thì tốn thời gian nhiều hơn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh này cũng vì sẽ thấy là cái người đóng xe ở trong đây, người ta đóng cái xe như thế nào, và tại sao Đức Phật lại nói là cái phẩm người đóng xe. Cái bài kinh thị nó hơi dài nên quý vị chú ý nghe đọc. Một thời Thế Tôn tại Varanasi Isipantana, chỗ vườn nai, tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thở xưa, này các tỳ kheo, có vị vua tên là Vechatana. Rồi này các tỳ kheo, vua Vechatana cho gọi người thợ đóng xe: này người đóng xe, sau 6 tháng sẽ có trận chiến.
Này người đóng xe, ông có thể làm cho ta một cặp bánh xe mới được không? Thưa đại vương, có thể được. Người đóng xe trả lời cho vua Vichatana. Rồi này các tỳ kheo, người đóng xe sau 6 tháng trừ 6 ngày làm xong một bánh xe. Rồi vua Vichatana bảo người đóng xe, sau 6 ngày này người đóng xe sẽ có trận chiến, đôi bánh xe mới có thể làm xong được không? Thưa đại vương, sau 6 tháng trừ 6 ngày một bánh xe đã làm xong. Này người đóng xe, ông có thể với 6 ngày còn lại này làm xong bánh xe thứ hai. Thưa đại vương, có thể làm được. Người đóng xe trả lời cho vua Vichatana. Rồi này các tỳ kheo, người đóng xe trong 6 ngày sau khi làm xong bánh xe thứ hai, cầm cặp bánh xe mới đi đến vua Vichatana. Sau khi đến, thưa với vua Vichatana: Thưa đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm xong cho ngài. Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày, và cái bánh xe này làm xong trong 6 ngày, có cái gì sai khác giữa hai cái này? Ta không thấy có gì sai khác hết. Có sự sai khác giữa hai cái này, thưa đại vương. Thưa đại vương, hãy nhìn sự sai khác. Rồi này các tỳ kheo, người đóng xe đẩy cho chạy bánh xe được làm xong trong 6 ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất. Rồi nó đẩy cho chạy bánh xe được làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày. Bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi nó đứng lại như đang mắc vào trong trục xe. Do nhân gì này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm trong 6 ngày tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi xuống đất? Do nhân gì này người đóng xe, do duyên gì cái bánh xe được làm trong 6 tháng trừ 6 ngày tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi nó đứng lại như mắc vào trục xe? Thưa đại vương, cái bánh xe này được làm xong trong 6 ngày, vài vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, có các căn xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm. Vì rằng vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, vì rằng các căn xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, vì rằng trục xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng rồi rơi xuống đất. Còn bánh xe kia, thưa đại vương, được làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày, bánh xe ấy không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Trục xe ấy không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng vành xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng các căn xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng trục xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm, nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến khi sức đẩy ban đầu còn tồn tại, nó đứng lại như đang mắc vào trong trục xe. Rất có thể, này các tỳ kheo, các thầy nghĩ rằng trong thời ấy, người đóng xe ấy là một người khác. Này các tỳ kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời ấy, chính ta là người đóng xe. Lúc bấy giờ, này các tỳ kheo, ta khéo léo về chỗ cong của gỗ, về chỗ hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. Này các tỳ kheo, ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khéo léo về chỗ cong của thân, về chỗ hỏng của thân, về khuyết điểm của thân. Ta khéo léo về chỗ cong của lời nói, về chỗ hỏng của lời nói, về khuyết điểm của lời nói. Khéo léo về chỗ cong của ý, về chỗ hỏng của ý, về khuyết điểm của ý. Đối với các tỳ kheo, này tỳ kheo, hay tỳ kheo đi nào, thân cong không có đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm không có đoạn tận, lời nói cong không có đoạn tận, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm không có đoạn tận, ý cong không có đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm không có đoạn tận. Như vậy, này các tỳ kheo, vị ấy rời khỏi pháp luật này, ví như bánh xe ấy làm xong trong 6 ngày. Đối với các tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, thân cong được đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm được đoạn tận, lời nói cong, ý cong được đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm được đoạn tận. Như vậy, này các tỳ kheo,
Vị ấy an trú trong pháp luật này, ví như bánh xé ấy được làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày. Do vậy này các tỳ kheo, hãy học tập như sau: chúng tôi sẽ đoạn tận thân công, thân hư hỏng, thân khuyết điểm. Chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói công, lời nói hư hỏng, lời nói khuyết điểm. Chúng tôi sẽ đoạn tận ý công, ý hư hỏng, ý khuyết điểm. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Bài kinh quá dài quý vị ha. Đọc xong quý vị thấy đóng xe cực không? Quý vị chúng ta ở đây cũng là những người đang đóng xe. Quý vị đang đóng chiếc xe nào? Đang đóng cái bánh xe nào? Đây, trong bài kinh này có hai cái bánh xe. Một cái là làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày, nghĩa là 5 tháng 24 ngày. Chúng ta hồi nãy trước khi bắt đầu thì thầy hỏi là quý vị đã từng làm cái gì bằng chính tay quý vị chưa? Quý vị cứ con có làm. Cái đầu làm lâu hơn cái sau, nhưng mà cái sau thì nó ngon hơn cái đầu. Cái sau đó kinh nghiệm như cái đầu. Nhưng mà so với cái bài kinh này quý vị thấy như thế nào? Ngược lại. Mà tại sao ngược lại? Nhưng mà trong bài kinh này quý vị sẽ cái nào tốt hơn? Tại sao tốt hơn? Bởi vì trong thời gian người ta chăm chút từng tí một, còn thời gian sau thì gấp quá mà vẫn ra cái bánh xe. Vì thấy mình có giống trong đây không? Nghĩa là hai cái bánh xe này mình không giống cái nào hết. Hỏi là quý vị có giống cái bánh xe nào trong đây không? Kêu là không. Nếu mà mình chọn cái bánh xe sau nghĩa là sao? Mình đang tạo ra một cái quý vị, chúng ta ở đây ai chắc cũng biết cái đồ là đồ mã mà đúng không? Nó giống chiếc xe không? Giống. Nhìn chiếc xe này nó cũng gọi là chiếc xe đó là gì? Nhưng mà nó không đi được. Nhìn giống như trang chiếc xe. Chỉ là cũng như là chúng ta làm trong 6 tháng. Cái gì 6 tháng trừ 6 ngày thì chúng ta làm nó được một chiếc xe hoàn chỉnh. Chúng ta chắc chưa từng chút. Còn mà chỉ làm cố gắng làm trong 6 ngày thì cũng như là cái nước gỗ mà được phủ bởi một lớp nước sơn vậy đó. Còn bên trong thì không biết chất lượng nó là sao. Thì ông vua khi ông vua cũng thấy vậy đó, ông hỏi cho hai cái bánh xe tôi nhìn sao thấy nó giống nhau hoàn toàn mà nó khác nhau chỗ nào. Thì người đó người ta mới lăn cái bánh xe kia cho ông vua thấy. Cái một cái bánh xe thì chạy từ đây tới đằng kia hết lực lật xuống. Thì còn một cái bánh xe mà làm trong 6 tháng trừ 6 ngày thì vẫn đứng yên. Thì nó sẽ khác nhau cái chỗ đó. Thì sự tu tập của chúng ta cũng như vậy. Chữ Đức Phật là Ngài kể ra nguyên một câu chuyện dài, nhưng mà Đức Phật chỉ rút lại là cái sự tu tập về thân, khẩu và ý. Tại con người của chúng ta đâu có gì mà ngoài những điều đó. Chúng ta nói cao siêu bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ngoài thân, khẩu và ý. Mà nếu chúng ta một cái sự tu tập dài hạn năm này qua tháng một là cũng như chúng ta đang chắc chưa từng chút một. Cái người đóng xe thì người ta phải ở trong đây là nó trục xe, căm xe và vành xe. Thì người ta khi người ta lựa cái gỗ để làm cái căm xe, người ta cũng chắc chưa từng chút một. Ở đây mà ngày xưa ở nhà nào quý vị Phật tử nào mà mình ở còn ở Việt Nam mà lúc ngày xưa mà xài rổ bằng đan bằng tre đó, quý vị sẽ thấy rất là kỹ. Những ông già ông ngồi ông chuốt từng cái nan một rất chi là kỹ. Chứ phải bây giờ chúng ta có máy chúng ta chuốt. Ngày xưa các cụ làm đan rổ đan đồ, nhất là những vị mà ngày xưa ở biển mà đi đan cái thúng nữa, vì thấy là chắc chưa từng cái cộng lạc một. Thì đây cái người đóng xe người ta cũng vậy, ta chắc chưa, ta phải lựa từng cái gỗ, từng loại gỗ, từng cái một. Thì cái người tu tập của chúng ta cũng như thế. Cái thân công, thân chúng ta thì thân của chúng ta thì thân
có bao nhiêu cái gì là thân tâm, là thân có ba cái lỗi của thân, khẩu tứ là miệng có bốn, ý có ba, đó là thập, thập nghiệp, thập cái thiện nghiệp hoặc là thập ác nghiệp. Nếu chúng ta làm thiện thì là thập thiện, còn chúng ta không làm thiện thì thập ác. Để thân của chúng ta có ba cái: sát, đạo và dâm. Ba cái đó, đó là nó công hay không nè, vào bàn đó. Còn chúng ta phải chắc chiêu, còn chúng ta nói thẳng, còn chúng ta quá giỏi rồi. Còn cái ai chăm đâu mình thẳng. Quan trọng là chúng ta sửa, cũng như là uống tre vậy đó. Ta tu tập hàng ngày từ cái trái cong, chúng ta uống sao cho thẳng 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 này. Đó là không có bài kinh Đức Phật, đó là thân chúng ta phải đoạn thành cái cong của nó. Chúng ta phải làm cho sao cho nó không có cong nữa. Cũng như là người đóng xe, phải lựa, phải chắc chiêu. Chứ không phải là chúng ta ra chúng ta thấy cái cây nào chúng ta cũng lấy vô làm được hết. Chúng ta kêu là chúng ta vô chùa, chúng ta ngày một là chúng ta thẳng liền vậy. Quý vị, chúng ta đến ngày hôm nay ngồi trong lớp cũng gần là 2 năm rưỡi rồi. Đấy, chúng ta chuẩn bị gần hết học kỳ 1 của năm thứ 3 rồi. Là 2 năm rưỡi rồi. Nên là chúng ta đang chắc chiêu lựa từng cái cây để đóng cái thành xe, lựa từng cái cây để đóng cái tông xe, lựa từng cái cây để đóng cái trục xe, để đến một ngày nào đó cái hạn là chúng ta, ví dụ như lớp học chúng ta là 3 năm đi, thì ngày chúng ta ra trường ít ra chúng ta có được cái bánh xe để đi về. Chứ đừng để là đến ngày chúng ta ra trường cũng có cái bánh xe, mà cái bánh xe chỉ chạy được trong 6, nó làm được trong 6 ngày thì nó vẫn là cái bánh xe. Nhưng mà ra chiến trường thì không biết nó tồn tại được bao lâu. Chúng ta cũng là những người chiến sĩ ra xa trường để chiến đấu. Quý vị cũng là những người chiến sĩ, ai cũng là chiến sĩ, phải chiến đấu hết. Mà nếu mà mình mang một cái bánh xe mà trong 6 ngày ra chiến trận thì xe gãy đi bộ về, mà xe gãy thì mất mạng thôi, chứ không có cơ hội để đi bộ về làm lại một cái bánh xe khác đâu quý vị. Tại cơ hội thì cuộc đời mỗi người chỉ có một lần, cơ hội đi qua thì đâu còn lại. Nên là đã đóng xe trong vòng 2 năm rưỡi rồi thì đừng có dẹp cái bánh xe đó qua bên mà đóng một bánh xe khác nữa, là khi cho đủ cặp là đóng vào trong nửa năm. Đúng rồi, chúng ta phải đóng tiếp, đóng sao cho hoàn thiện chiếc xe. Chứ không phải là trong bài kinh này nói là đóng cái bánh xe không, tại mà trong đây là cái yêu cầu của ông vua là chỉ cần cái bánh xe, còn đối với chúng ta là phải hoàn thiện cả chiếc xe để chúng ta đi chứ. Ai lái à? Hiển nhiên chúng ta là người lái đó rồi. Xe của chúng ta thì chúng ta tự đi thôi. Nên chúng ta không phải là đi ké, đây là chúng ta là phải tự lực cánh sinh thôi. Đức Phật nói là mỗi người là mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người là hòn đảo của chính mình. Chứ giờ đâu có ai đi được cho quý vị, cái xe cũng do quý vị đóng thôi, người kế bên không đóng được. Tại đây là cái cánh xe để trở về với sự giác ngộ vậy thôi. Thì mỗi có người của chúng ta phải tự đóng thôi. Chứ mình muốn đi mà mong người khác đóng cho thì làm gì có. Mà người khác đóng mà mình đòi đi ké thì chắc gì người ta đã cho. Mà nếu người ta có cho thì chắc gì quý vị đi được. Nếu người ta có cho thì người ta tâm người ta có rộng lượng tới nào ta cho. Mỗi người có leo lên được đâu mà đi ké. Tại vì không cùng tư tưởng muốn leo lên đâu đi được. Quý vị cũng từng đi xe chung quý vị biết rồi đó.
đi trên xe chung mà có người chỏi ý là không muốn đi được. Còn mình á là cũng như cái kiểu là làm xong trong 6 ngày mà lên đòi đi chung với 5 tháng 24 ngày thì nó bị chỏi đâu đi được. Cuối cùng người ta thì người ta không cho mình xuống. Có lên ké rồi ta không cho mình xuống. Nên cái bài kinh này chúng ta rút lại là mỗi người phải tự đóng chiếc xe cho mình. Cái xe đây là gì? Thân này, khẩu nè, ý nè. Trong cái thân đó, tham sân và si thì chúng ta có thể tu tập nó dễ. Nó là không phải dễ gì mà nó là chúng ta dễ kiềm chế. Còn chúng ta là cái miệng đó, cái miệng đó, là cái phần mà ta cứ nói và dễ gây mất lòng. Còn ý chúng ta phải sân lên. Cái gì? Cái thân đó, thì chúng ta tham sân dạ. Đó là ý là tham sân si, thân là sát đạo giống. Còn cái miệng, ở đây ai miệng cái nghiệp miệng không? Ai cũng có. Cứ mở miệng ra thì không mất lòng người này thì cũng mất lòng người khác. Nên ở đây Đức Phật chỉ chúng ta phải luôn luôn tu tập thân, khẩu và ý. Chúng ta qua một cái bài tiếp theo để cho có hết cái bài thứ hai thứ nhất này. Tiếp theo là con đường không có lầm lỗi. Cách đây những phần trước quý vị nhớ là có cái bài kiểm tra chúng ta cũng nói về biết lỗi và biết nhận lỗi. Thì cái bài hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái bài khác, nói tới về con đường không có lầm lỗi. Quý vị có đi trên con đường đó không? Ai cũng mong đi trên con đường đó và đang đi trên con đường đó, chỉ có lâu lâu rẽ ra khỏi con đường đó chút xíu thôi. Con đường không có lầm lỗi, thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo thực hành con đường không có lầm lỗi và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Ở đây này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được bảo vệ, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Này các tỳ kheo, tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được bảo vệ, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo, tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thực hành phòng hộ ý căn. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo hộ trì các căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tiết độ trong ăn uống? Ở đây này các tỳ kheo như lý giác sát thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự mình làm đẹp, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta sẽ diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lầm lỗi, sống được an ổn. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo tiết độ trong ăn uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chú tâm cảnh giác? Ở đây này các tỳ kheo, ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, gội sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong canh một. Trong khi đi kinh hành và ngồi, gội sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong canh giữa, nằm xuống như con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý.
Các ý tưởng thức dậy ban đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền cái. Như vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo chú tâm cảnh giác thành tựu ba pháp này. Này các tỳ kheo thực hành con đường không có lầm lỗi và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Bài kinh này dạy cho chúng ta về một cái con đường không có lầm lỗi. Thứ nhất là tỳ kheo phải hộ trì các căn. Thứ hai là tiết độ trong ăn uống. Ba là chú tâm tỉnh giác. Hộ trì lại cái gì vậy? Hộ trì. Đấy. Hộ trì các căn là đúng với cái bài trước. Điều thứ nhất là con đường không có lầm lỗi. Muốn không có lầm lỗi, trước tiên là phải hộ trì các căn. Chúng ta có mấy căn? Đúng rồi, chúng ta có 6 căn thì phải hộ trì 6 cái đó. Là nó liên quan tới bài trước. Chúng ta phải thực tập luôn luôn là tỉnh, còn không phải hộ trì các căn là thân, khẩu, ý. 6 căn là mắt, tai, thân. Thì thân thì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi nó thuộc về thân, khẩu, nó ý là nó một cái riêng rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu. Đó là năm cái căn bên ngoài, cũng có cái ý, nó thuộc là ý căn, nó thuộc riêng cái này. Đấy. Nên là chúng ta phải tập phòng hộ các căn là năm cái thuộc về thân. Thì của bài trước chúng ta nói là thân công, thân hư hỏng, thân khuyết điểm. Đấy. Là chúng ta phải phòng hộ về thân, khẩu, ý, phòng hộ các căn. Nên nó nói về những cái phòng hộ các căn. Cái miệng thì kể câu chuyện về cái miệng đi. Ở đây ngày xưa đến giờ quý vị có nghe cái câu chuyện mà con rùa mà nó phải con rùa mà nó được hai con thiên nga gắp không? Thì ngày xưa đó có một con rùa nó làm bạn với hai con thiên nga. Thì một ngày nào đó con thiên nga nó gợi ý là nó kêu là trên cái núi này đẹp lắm. Con rùa cũng tò mò, nó muốn được đi chơi. Thì con thiên nga mới là bày ra một ý tưởng là giờ bạn hãy gấp một cái cây, ngậm một cái cây, rồi tới hai con hai bên gấp cái cây cõng rùa đi. Thì khi con rùa nó được hai con thiên nga, có chỗ thì nó hai con thiên nga, ở chỗ thì nó hai con vịt, à, cõng ảnh bay lên trên trời ấy. Thì ở dưới đây có mấy đứa nhỏ nó thấy thì nó chọc, à, nó kêu là con rùa được hai con thiên nga gấp, nó chọc cái kiểu gì đó. Thì con rùa thì nó tức. Thì khi nó tức á, lúc đầu nó tức thì chưa sao. Rồi đến một lúc sau á, nó chịu không nổi nữa. Nó mở miệng ra nói. Quý vị hiểu là cái gì? Thì nó từ trên trời nó rớt xuống. Thì nó chết. Thì chúng ta ai cũng vậy. Cũng như là mình đang gặm, đang kèm chặt cái cây để được đi lên vậy đó. Có cơ hội đi lên là chúng ta đang ngậm miệng cắn răng vậy đó. Mà há miệng là rớt xuống chết rồi. Nên nó là có một cái bài thơ. Tại vì khi nó rớt xuống thì trong cái câu chuyện người ta sẽ làm ra một cái bài thơ về con rùa đó thế này. Rùa kia số chết chỉ vì mình, hay nói làm chi chẳng lính thinh. Trước đã miệng ngậm cây chắc chắn, sau vì ngứa lưỡi phải tan thân. Lấy đó là gương để sửa mình, hoặc là khéo nói hoặc làm thinh. Thân rùa đã nát còn tiếng xấu, những ai hay nói hãy xét mình. Thì cái con rùa đó, nó chỉ vì là nó không có phòng hộ cái miệng của nó thôi. Người ta nói gì thì kệ người ta. Mình đang được cơ hội là đi ngao du sơn thủy thì không có chịu.
ngứa lưỡi làm chi phải tán thân? Thì phải cái này chúng ta chỉ nói tới một khía cạnh là cái miệng của chúng ta thôi, còn tất cả những cái căn khác chúng ta không phòng hộ thì mọi cái thứ sáu căn mà không hộ, như là năm căn, sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sinh ra sáu thức. Đấy, thì chỉ cần cái nào chúng ta không có phòng hộ thì giặt nó tới thôi. Giặt nó tới thì chúng ta mở cửa thì giặt nó hiển nhiên nó phải vô, chúng ta mở cửa hiển nhiên trộm nó phải vô. Đấy, đó là phòng hộ các căn. Còn tới một phần nữa đó là tiết độ trong ăn uống. Ở đây chúng ta có từ ai từng là được lên cân mà chúng ta đái ở đâu? Đấy, tiết độ trong ăn uống thì đến một lúc nào đó chúng ta đã bị quá cân, quá ký, là bệnh này, bệnh kia rồi chúng ta mới chịu tiết độ trong ăn uống. Còn tại sao trong đây Đức Phật nói là con đường không có làm lỗi là có liên quan tới tiết độ trong ăn uống? Quý vị nghĩ ra tại sao Đức Phật nói là con đường không có làm lỗi lại liên quan tới ăn uống? Cái miệng của chúng ta, ví dụ ăn thì phải muốn ăn cho ngon. Nên trong kinh Địa Tạng, quý vị có nhớ cái bài kinh mà cái bài kia cả cuộc đời bà chỉ muốn ăn gì? Ăn cá trạch, mà phải là trạch con không biết chịu. Đó là một cái ví dụ rất điển hình về cái ăn uống. Con đường không có lầm lỗi đây là nếu chúng ta đi trên con đường đó chúng ta sẽ tránh được cái lầm lỗi. Thì phải tiết độ trong ăn uống. Chúng ta đã ở đây phát tâm ăn chay, một số người phát tâm ăn chay cả cuộc đời, những người thì chưa hoàn toàn ăn chay thì cũng phải cố gắng ăn chay từ từ, từng chút một. Đấy là chúng ta đang tiết độ trong ăn uống này nhỉ. Chúng ta đang tránh bớt lỗi lầm. Ví dụ như ngày xưa chúng ta ăn một ngày, một tháng, 30 ngày hoàn toàn ăn mặn không, thì gọi là chồng chất những cái nghiệp sát của chúng ta đó. Còn bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta tiết độ, chúng ta giảm bớt 29 ngày, còn lại 29 ngày. Đến lâu lâu chúng ta siêng hơn chút nữa, còn lại 28 ngày. Siêng hơn chút nữa, còn lại 27 ngày. Tới một ngày nào đó thấy đồ ăn chúng ta không có, rất là những người, nhiều người như vậy tiết độ trong ăn uống. Ở đây Đức Phật nói là như lý giác sát thọ dụng các món ăn không phải để vui đùa. Ở đây ai ăn vui đùa? Quý vị thấy Đức Phật nói đúng không? Có những người là không đói cũng ăn. Con người chúng ta có được cái là không đói cũng ăn. Lâu lâu gặp bạn bè thế là mấy anh thì lâu lâu gặp nhau là cứ rủ nhậu thôi. Mấy chị thì gặp nhau à không có chuyện làm gì thế đủ nhau đi ăn. Đấy là ăn không phải để vui đùa, phải Đức Phật nói là ăn không phải để vui đùa. Là khi nào chúng ta đói chúng ta mới ăn để nuôi cái thân thôi, chứ không phải là ăn để vui đùa, ăn không phải để đam mê. Nhưng mà đã là con người cái vấn đề là mới ăn thì khó chẳng lắm. Nên quý vị thấy mà những người nào mà đã cơ thể mà hơi đầy đủ một chút xíu thì lại cứ ăn, chứ không phải là cơ thể đầy đủ mà lại không ăn. Những người đã ốm á thì lại càng biến ăn, mà đã hơi nhiều chút xíu, tại vì cơ thể người ta cần và đòi hỏi năng lượng, một lượng năng lượng rất chi là nhiều, thế là đói gọi là ăn vô nuôi cho nó, nuôi cái cơ thể này. Hoặc mặt những người mà đã được cơ thể hơi
lên lên ký chút xíu rồi thì đã ăn vô thì chút xíu đói rồi lại tiếp tục ăn ăn miết rồi lại ăn với cả một niềm đam mê, nên là họ không thể nào là dừng cái việc ăn được, nên họ tạo ra nhiều lầm lỗi hơn. Ví dụ như là chúng ta ăn để mà sống thì cái đó là nhu cầu rồi, còn họ cứ ăn thì tạo ra cái nghiệp nó nhiều hơn. Mà ăn thì phải đòi cái này, muốn cái nọ, muốn cái kia, thì nó phải là con đường dẫn tới lầm lỗi. Tới một cái nữa, không phải để trang sức. Ý này là như thế nào? Kiểu ăn cái này tốt nè. Đấy. Ví dụ như là ăn là phải ăn cái đồ còn tươi còn sống. Đấy. Một nhiều khi chết không chịu ăn. Mua lại mua về cắt cổ nhổ lông mới chịu ăn tươi ngọt, ngon từ thịt, ngọt từ xương mới chịu. Đấy. Nên mới gọi là ăn và để trang sức. Đức Phật phân tích ra rất chi là chi tiết quý vị. Ăn và để trang sức. Nhưng mà đôi lúc chúng ta bệnh này bệnh nọ rồi cứ nghe ăn cái này tốt nè, ăn cái kia tốt nè. Những ai mà trong người có một số bệnh á, vì sao cứ thằng nghe người ta chỉ cái món này tốt lắm, món kia tốt lắm, thế là phải lấy về ăn thôi. Ăn không phải để tự làm đẹp mình. Tiếp tục ăn nữa là nó trang sức thôi, hoặc ăn không phải để tự làm đẹp mình. Có ai trong chúng ta như vậy không? Giờ chúng ta cũng hơi nhiều tuổi rồi, đúng không? Thì cái vấn đề này thì nghĩ rằng là sẽ ít. Nhưng mà chúng ta nhìn lại con cháu chúng ta, nhìn lại chúng ta thời trẻ, Đức Phật nói không hề sai tí nào. Ăn để tự trang điểm mình. Cứ nghe người ta nói ăn cái này đẹp da lắm, ăn cái kia đẹp da lắm, thế là bằng mọi cách cũng phải hãy mua gì. Mà cái này là chị em phụ nữ là nhịn hết. Mặc dù bây giờ đó, mặc dù bây giờ là chúng ta cũng lên hàng ông hàng bà hết rồi, nhưng mà kẹp ăn cái này nè, sống lâu nè, ăn cái này đẹp da nè, ăn cái này bổ nè, ăn cái này sức khỏe nè, thì lại vẫn cứ chạy theo để tìm những cái vật lạ. Quý vị biết tổ yến chứ, đúng không? Đấy. Không phải là mình đã tất cả một cái ngành công nghiệp đó, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái cách mà lúc người ta nói, thì tin chắc rằng không ai chúng ta dám đụng tới. Thì biết cách người ta lấy chứ, đúng không? Có nghe nói không? Giờ có nuôi hay không nuôi gì nó cũng vậy. Cái ổ con kiến, cái ổ con yến nó làm gì? Đấy, quý vị thấy không? Để nó làm nó được một cái tổ như vậy thì nó phải khạc đờm nó ra. Cái nước miếng con chim con yến đó, con chim yến nó khạc ra để nó dán lên trên cái vách đó, tại cái nước bọt của nó có khả năng dán lên trên cái vách đá để tạo thành cái tổ. Thì con người chúng ta đó kêu nó bổ lắm, nên mới ra là đấy. Thì có những cái ổ thì con chim nó đẻ ra rồi nó bay đi, để ổ đó thì chúng ta lấy thì không nói. Nhưng mà đâu có ai mà rảnh rỗi mà bỏ đi ra ngoài biển, những cái đảo đó, leo lên là chỉ kiếm những cái ổ nào mà chim nó đẻ ra đi đâu. Tóm lại là đến lúc mà leo lên một cái ngọn đồi, một cái hòn đảo đi lấy tổ yến thì ổ lâu, ổ mới, ổ già, ổ ngon, ổ non, ổ lớn, ổ tất cả, ổ hết. Mọi người biết rồi, trong tổ thì nó có chim con, thế là chim con xuống biển ở. Đấy, không phải là mình đạt được cái gì, nhưng mà chúng ta nói là con đường không có lầm lỗi. Thì cái miệng của chúng ta nói là tổ yến tốt lắm, thì công nhận là nó tốt thiệt, công nhận nó tốt thiệt. Nhưng mà để nó có được cái đó thì nó phải đổi bằng sinh mạng của biết bao nhiêu con chim yến con. Thì cứ một cái tổ yến đó là ít nhất là hai con. Đấy, đó là một món. Mà một món mà còn gần gũi với quý vị nhiều hơn đó. Quý vị biết mật ong, quý vị thấy người ta lấy mật ong. Đấy. Chúng ta cứ nói là mật ong rừng tốt lắm, thì mật ong càng rừng thì càng nguy hiểm.
cái tổ ông quý vị đó, tại thầy nghĩa là cái người hay nói là nông dân, nói thẳng vậy đó. Thì ví dụ cái cành cây như vậy đúng không, thì con ông muốn làm tổ thì nó sẽ bám vào đây, nó làm cái ổ sát buông vòng vòng này, thì á cái cuối cùng á là cái mọt nó nằm ở trên khúc này, vài khúc dưới này nó là cái tổ của nó. Đấy, cái cành cây đây nha, đó thì ngay cái khúc này đó là cái củ mật, cái mật nó nằm ở trên đây và cái tổ ong nó nguyên một cái dề như vậy. Đấy, đấy, đây là cái tổ ong đấy. Tại vì đây là những cái ổ của con ong nó nằm ở dưới đây, là ông con ông gì là nằm dưới đây hết. Nói tới đây quý vị có thể là tự hiểu được chút xíu rồi đó, là khi người ta muốn lấy được cái tổ ong, lấy được mật cho quý vị đó, thì coi như là người ta phải hốt hết cái tổ ong và người ta cắt nguyên khúc này người ta bỏ. Thì cái này là trong đây biết bao nhiêu con rồi. Tại nếu mà người ta để cái ổ này nó đi, nó già đi, ong nó nở ra hết, thì trên đây không còn mật nữa. Mà nếu còn là nó rất là dở. Đấy, mà khi mà cái tổ ong này mà nó còn, cái là nó mới hơi hơi, cái là cái củ mật này nó bự, người ta thấy rất là căng, thì mật rất chi là ngon. Thì khi mà quý vị nghe nói là ong rừng tốt lắm, cái đi về mà cứ ai mà về Việt Nam hỏi mua mật ong rừng cho tôi, hoặc là lúc còn ở Việt Nam thì đi á là cứ nghe thấy quảng cáo mật ong rừng. Đấy, ong rừng đấy. Mật á thì hiển nhiên là con ong nó phải đi hút mật, đó là điều hiển nhiên rồi. Thì con ong nó đi hút mật thì chúng ta không nói bàn là mật từ đâu ra, mà chúng ta đang nói là thầy nghĩ tất cả vì ai cũng biết là mật từ đâu ra rồi. Chúng ta chỉ đang bàn là khi con ong nó hút mật về, nó trữ vào trong đây. Đấy, đây là chất dinh dưỡng để nuôi cái lũ nhỏ như đây. Đấy, cũng như là quý vị là như đây là cái ngân hàng, mọi người đều gửi tiền thì những cái con ong thợ nó lấy, mà những con ong thợ nó lấy mật ong đúng không, và nó gửi vô đây thì nuôi cả đàn ong đây. Thì cái người mà đi lấy mật ong thì người ta hốt được cái tổ, chưa nói tới việc mà muốn hốt được cái tổ là phải làm cái gì, đột nhiều khi thì không khói thì một số nó bay đi, còn không quá thì đã cứ hơi hơi lửa thì một số anh bị cháy cắn chết. Đấy, thì nội ong lớn cũng chết, ong già cũng chết, ong con cũng chết. Thì quý vị sẽ thấy rằng mật ong tốt không? Thầy hỏi luôn. Nhưng mà nếu đã nói lấy mật ong thì không ở đâu cũng như nhau hết thôi. Nhưng ở đâu là cái lạ? Một cần nguyên một miếng sáp không phải do chọn. Được. Một cần nguyên một miếng sáp không lấy từ trong ổ không có con người ta làm cái đó. Thì người ta, nếu chúng ta đang nói là chúng ta cũng đang là một hướng là chúng ta bào chữa cho cái chúng ta. Hỏi quý vị, hỏi đơn giản thôi, quý vị đi làm ra tiền đúng không, gửi cho ngân hàng, ngân hàng nó báo bằng rút xi, nó đợi quý vị nhiêu chút xíu rồi, rồi lúc đó quý vị đau lòng không? Đấy, đó là một minh chứng. Thì những con ong á mà nó muốn á, quý vị thấy con ong nó lớn không? Mỗi con ong nó có chút xíu vậy thôi. Rồi quý vị hỏi so với cái con ong như vậy rồi nó cả cơ thể nó, một ngày nó lấy được bao nhiêu mật? Đấy. Rồi muốn ra được nhiêu đó mật thì bao nhiêu con ong mới làm ra được nhiêu đó mật? Đấy. Rồi chúng ta là ngồi ở không hưởng cái thành quả không? Gọi là quý vị như chúng ta là chỉ cần đi lấy tiền của một người khác thôi, chúng ta thấy người khác đã bực rồi, còn đây là chúng ta gây lấy của cả một cái tập đoàn đó luôn. Đấy. Thì hỏi là con đường không, chúng ta đang nói đến một cái vấn đề là con đường không có lầm lỗi, thì chúng ta hãy nhìn coi việc làm chúng ta có lỗi không. Chúng ta mắc nợ được với hơi nhiều chúng sách, nguyên một bài ông thì tính, quý vị cứ tính đi bao nhiêu con. Tại vì cái tổ ong đó, cái số mật đó đâu phải là một đời con nó làm ra được.
Tại đời sống của con ông nó chỉ đâu có bao nhiêu ngày đâu. Thì con này chết đi thì con khác làm nhiệm vụ đó, tiếp tục cúc mặt đem về. Còn nếu mà ông rừng thì nghiệp sát chồng chồng luôn. Còn ít nha, nếu như cái công nghệ, tại thầy không thấy công nghệ Mỹ nó như thế nào. Nhưng mà tóm lại chúng ta lấy của người khác à. Đấy, chúng ta đi lấy không của người khác đó. Chúng ta mặc niệm đó, chúng ta có trả tiền mà có ông nó có xài tiền quý vị được không? Vậy kêu à, tôi trả tiền tôi mua. Đấy, nhưng mà chúng ta mua đây là chúng ta chỉ là giao dịch giữa con người với con người. Còn cái nợ với con ông là quý vị sao tấm đây, cái gì trả đây mà trả với cả một tập rồi, chứ không phải là à, chúng ta nợ, ví dụ chúng ta nợ bạn, chúng ta quỵt nợ với một người. Đó là chúng ta đang nói vấn đề là thức ăn. Đó là hai cái món ăn mà hình như là trong cuộc đời ai cũng dính. Mật ong là hình như là cam mật ong ha. Rồi đau bô tử là phải là nghệ mật ong ha. Đấy, cái gì cũng khoái có mật ong nha. Mà mật ong thì phải đòi là phải mật ong rừng, mật ong thiệt nữa kìa. Thì đó là thầy kể ra cho quý vị những cái điển hình mà ta nói là cái lỗi lầm chúng ta nhiều đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng là mật ong tốt hoặc là những cái món ăn đó là tốt, tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có nghĩ lại là cái nghiệp chúng ta tạo ra. Nên một số người á, người ta cảm thấy người ta ăn chay quý vị, người ta ăn cái cấp độ cao hơn chúng ta nữa, đó là gì? Người ta không ăn trứng, không dùng những sản phẩm từ sữa. Đấy, thì ít ra sữa thì chỉ mắc nợ con bò thì cũng lớn thôi, nó cũng còn đỡ hơn là mật ong. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích qua tới sữa đi, thì nếu mà một con bò nó không có sữa thì nó sao? Nó phải có con trước đã chứ. Thì con bò nó muốn có con bò mẹ muốn có sữa thì con bò mẹ nó phải có con cái đã. Mà khi vừa có con ra đó, thì cái con bò con đó, nó bị tách khỏi mẹ nó rồi. Để bò con uống hết thì sữa đâu ra cho con người. Đấy, thì con bò con nó lại là phải được nuôi bằng một cái loại sữa khác. Đấy, tự nhiên là mẹ nó có sữa, nó không được uống à, dành cho con người uống. Con bò con phải đi uống sữa khác. Mà con bò con nó phải là con bò con cái nha. Còn con bò con mà bò được là đôi lúc nó không có cơ hội để sống luôn. Đấy, thì trong cái ly sữa của chúng ta là cũng phải tốt cho cơ thể lắm. Tốt cho não ha, tốt cho cơ thể ha. Đấy, thì đó là những cái vấn đề là thức ăn nó đem lại đó quý vị. Nên hỏi Đức Phật nói chúng ta ở đây là phải tiết độ trong ăn uống, nó là như vậy. Nghĩa là chúng ta ăn mà chúng ta bởi vì nuôi cái mạng sống để tu tập nên chúng ta thọ dụng món ăn, chứ không có nghĩa là ăn ở đây là ăn để vui đùa, ăn để đam mê, ăn để trang sức. Nhưng mà thời bây giờ chúng ta ăn để trang sức hơi bị nhiều, tại mỗi người chúng ta bây giờ bắt đầu biết lo cho sức khỏe hơn nhiều. Cái tuổi của chúng ta bây giờ ho hen nhiều hơn một chút, phải lo cho sức khỏe nhiều hơn một chút. Mà lo cho sức khỏe nhiều hơn một chút thì không có cái con đường nào khác ngoài ăn và uống thuốc. Nên kêu những người kêu là thà để tôi ăn chứ không uống thuốc, thì bắt đầu là phải kiếm cái này, kiếm cái nọ, kiếm cái kia. Có người thì ăn chay thì tốt hơn, ăn chay thì tốt, thì kiếm nước này uống, nước nọ uống để cho nó tốt cho sức khỏe. Thì cái đó thì lại thì ok đi. Nhưng mà phải chúng ta phải cử, phải tránh làm sao mắc nợ kẻ khác. Tại chúng ta đang đi trên con đường không có lầm lỗi là chúng ta phải trả nợ chứ đừng có vay thêm nợ. Đấy, nên là tiết độ trong ăn uống là như vậy. Một con đường thứ ba đó là chú tâm tỉnh giác. Con đường này thì chúng ta không có nói nhiều, bởi vì đây là
chánh hạnh của chúng ta rồi. Không có cái con đường nào mà qua cái con đường tu tập thiền, thiền quán. Thế đây là chú tâm tỉnh giác là gì? Chánh niệm thôi. Chú tâm tỉnh giác đã để được đạt được cái con đường này thì chỉ có con đường thực hành thôi. Chú tâm cảnh giác, chú tâm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác với tỉnh giác, cảnh giác cũng như nhau. Đấy thì ba cái con đường để không có lầm lỗi đó là phòng hộ các căn. Và Đức Phật dành hẳn một cái ý đó là tiết độ trong ăn uống. Đó là Đức Phật nói cái miệng chúng ta vấn đề ăn uống là họa tụng, họa tụng khẩu nhập, bệnh tùng khẩu nhập, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập là sao? Đó. Từ cái miệng đi vô không à, bao nhiêu cái bệnh là nó từ cái miệng mà ra. Đấy. Mà họa tùng khẩu xuất là cái miệng chúng ta nói hớ làm sao gây họa, lỡ nói nóng chửi ai một cái sau này có hận không kịp, đó là họa tùng khẩu xuất đó. Nên hôm nay chúng ta học hai cái bài này, cái bài đầu thì để chúng ta biết rằng là con đường chúng ta đang đi là chúng ta đang đóng những chiếc xe, đóng một cái chiếc xe cho chính chúng ta đi. Và con đường thứ hai, cái bài thứ hai đó là cách để chúng ta đóng chiếc xe. Bài thứ nhất đó là phải xác định, chúng ta phải xác định được rằng là chúng ta là một người đóng xe, một người cần một chiếc xe. Cái bài thứ hai là chúng ta phải đóng sao cho một chiếc xe của chúng ta là perfect, phải là một chiếc xe hoàn thiện, chiếc xe tốt. Chứ đừng có đóng một cái chiếc xe gia công ra con đường không có lầm lỗi, sử dụng cái công thức của Đức Phật đưa ra con đường không có lầm lỗi, cuối cùng đóng xong 3 năm ra chiếc xe kết quả. Thì kết thúc bài này cũng như kết thúc bài số 1 thì chúng ta chỉ tóm lại rằng là phải đóng xe và sử dụng nguyên liệu tốt, đó là con đường không có lầm lỗi, phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chúc quý vị luôn luôn an lạc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Ni Phật. Chúng